Xin chào mừng và cảm ơn quý vị và các bạn đã đến với bản tin cập nhật giá vàng mới nhất phiên tối ngày hôm nay. Hôm nay là thứ tư, ngày 11 tháng 9 năm 2024, được phát sóng trên kênh Giá cả thị trường. Ở bản tin này, kênh sẽ gửi tới quý vị và các bạn chi tiết một số thông tin trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước. Phần tiếp đến các bản tin là bảng giá vàng trong nước được ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch buổi tối nay. Sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Mở đầu của bản tin là một số thông tin trên thị trường vàng thế giới. Giá vàng trên thị trường thế giới vẫn duy trì đà tăng nhẹ với tỷ lệ tăng là 0,2%, giao dịch ở mức 2.520 đô la Mỹ trên một ounce. Bên cạnh đó, chỉ số đồng đô la Mỹ trong xuống giảm với tỷ lệ giảm là 0,2%, giao dịch ở mức 101,42 điểm. Trên thị trường tiền điện tử, giá trị đồng tiền điện tử Bitcoin giảm khá mạnh với tỷ lệ giảm là 2,49%, đứng ở mức 56.500 đô la Mỹ trên Bitcoin. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm giao dịch ở mức 3,628% trên một năm. Còn với thị trường năng lượng, giá dầu thô trong xuống tăng mạnh, giao dịch ở mức 67,56 đô la Mỹ trên một thùng. Trước khi đến với những thông tin chi tiết trên thị trường vàng trong nước, sau đây kính mời quý vị và các bạn cùng điểm qua một chút thông tin cũng như là phân tích trên thị trường và thế giới. Giá vàng trên thị trường thế giới duy trì mức ổn định trong phiên này khi các nhà đầu tư chờ số liệu lạm phát của Mỹ để có thể nhận định về mức hạ lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed trong tuần tới. Theo nhà phân tích cấp cao ông Mark Simpson của CTNDEX cho biết, giá vàng dao động trong biên độ hẹp trước khi mà số liệu lạm phát của Mỹ được công bố. Ông cho rằng báo cáo mới có thể cho thấy lạm phát yếu và đưa giá vàng lên mức cao kỷ lục. Số liệu về chỉ số giá tiêu dùng hay còn gọi là CPI của Mỹ sẽ được công bố trong lúc 19 giờ 30 phút tối nay theo giờ Việt Nam. Trong khi chỉ số giá nhà sản xuất và số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu sẽ được công bố một ngày sau đó. Với báo cáo về CPI dự kiến sẽ cho thấy lạm phát gần đạt mục tiêu 2% của Fed, ủng hộ quan điểm của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed ông Jerome Powell. Đà tăng giá cả đang được kiểm soát. Theo đa số các nhà kinh tế trong cuộc thăm dò của Reuters, Fed sẽ hạ lãi suất 25 điểm cơ bản tại mỗi cuộc họp trong 3 cuộc họp chính sách còn lại của năm nay, năm 2024. Vàng là một tài sản không có lãi suất, có xuống là một lựa chọn đầu tư ưa thích trong bối cảnh lãi suất thấp hơn và bất ổn địa chính trị. Ngoài ra, thì căng thẳng tiếp diễn ở Trung Đông do xung đột giữa Israel và Hamas đang thúc đẩy hoạt động mua tài sản trú ẩn an toàn trong năm nay. Quý vị và các bạn thân mến, phần tiếp đến các bản tin là một số thông tin trên thị trường và trong nước. Đến thời điểm cuối ngày hôm nay, mặt hàng vàng miếng SJC thì vẫn không có thay đổi về giá. Mặt hàng vàng nhẫn bột số 9 và một số loại vàng nữ trang SJC khác thì cũng trong số này, sau khi mà điều chỉnh tăng trong phiên giao dịch buổi trưa ngày hôm nay. Như quý vị và các bạn đang quan sát trên màn hình, mặt hàng vàng nhẫn tại công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn đang mua vào mức 77,40 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 78,65 triệu đồng trên một lượng, tăng thêm 150.000 đồng trên một lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với giá đóng cửa ngày hôm qua. Mức giá này áp dụng cho giá nhẫn bột số 9 từ 1 đến 5 chỉ. Còn với giá nhẫn bột số 9 loại nửa chỉ của công ty này, mua vào mức 77,40 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 78,75 triệu đồng trên một lượng, tăng 150.000 đồng trên một lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra. Mặt hàng vàng nhẫn tròn trơn tại Bảo Tín Minh Châu mua vào mức 77,48 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 78,63 triệu đồng trên lượng, cũng tăng 150.000 đồng trên một lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán. Nhẫn ba số 9 tại Mỹ Hồng cũng tăng mức giá này, mua vào mức 77,65 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 78,65 triệu đồng trên một lượng. Nhẫn tròn bốn số 9 Hưng Thịnh Vượng tại Doji mua vào mức 77,50 triệu đồng trên một lượng, bán ra mức 78,65 triệu đồng trên một lượng, cũng tăng 150.000 đồng trên một lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra. Còn đối với mặt hàng vàng miếng, mua vào mức 78,50 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 80,50 triệu đồng trên lượng. Mức giá này áp dụng cho hầu hết các hệ thống kinh doanh trong nước. Chỉ có riêng hệ thống vàng Mỹ Hồng, chiều mua vào đang cao hơn các hệ thống kinh doanh còn lại 1 triệu đồng trên lượng, được mua vào mức 79,50 triệu đồng trên một lượng, bán ra mức 80,50 triệu đồng trên lượng. Chi tiết của bảng giá này kênh sẽ tiếp tục gửi tới quý vị và các bạn ngay sau phần cuối của bản tin. Còn trên thị trường tiền tệ, tỷ giá đô la Mỹ các hàng thương mại mua vào mức 24.355 đồng trên một đô la Mỹ, bán ra mức 24.725 đồng trên một đô la Mỹ, giảm mạnh tới 105 đồng trên một đô la Mỹ ở cả hai chiều mua vào và chiều bán ra so với giá ngày hôm qua. Giá đô la Mỹ trên thị trường tự do lại tiếp tục tăng mạnh, tăng 60 đồng trên một đô la Mỹ mua vào, tăng 80 đồng trên một đô la Mỹ bán ra so với giá đóng cửa hôm qua, đang mua vào mức 25.140 đồng trên một đô la Mỹ, bán ra mức 25.240 đồng trên một đô la Mỹ. Phần cuối cùng của bản tin này là bảng giá vàng chi tiết được ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch buổi tối nay. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi và tham khảo thêm nhé. Đầu tiên là giá vàng SJC tại 3 thành phố lớn. SJC Hồ Chí Minh từ 1 đến 10 lượng, mua vào 7.850.000, bán ra 8.050.000. Chênh lệch mua bán ở mức 2 triệu đồng trên một lượng và đơn vị đo bảng giá này là triệu đồng trên một chỉ.
STC Hà Nội và STC Đà Nẵng mua vào 7.850.000, bán ra 8.050.000. Doji Hồ Chí Minh và Doji Hà Nội mua vào 7.850.000, bán ra 8.050.000. Pinji Hồ Chí Minh và Pinji Hà Nội mua vào 7.850.000, bán ra 8.050.000. Phú Quý SJC mua vào 7.850.000, bán ra 8.050.000. Bảo Tín Minh Châu mua vào 7.850.000, bán ra 8.050.000. Mi Hồng SJC mua vào 7.950.000, bán ra 8.050.000. Tiếp đến là giá vàng SJC một số ngân hàng. Ngân hàng Exim Bank mua vào 7.850.000, bán ra 8.050.000. Ngân hàng Tây Bình Gun mua vào 7.850.000, bán ra 8.050.000. Tiếp đến là giá vàng SJC một số tỉnh, thành phố khác. Hiện tại thì không có thay đổi về giá, chênh lệch mua bán ở mức 2 triệu đồng trên lượng và đang được niêm yết như sau. STC Nha Trang và STC Cà Mau mua vào 7.850.000, bán ra 8.050.000. STC Huế, Miền Tây, Biên Hòa, Quảng Ngãi, Long Xuyên mua vào 7.850.000, bán ra 8.050.000. STC Bạc Liêu mua vào 7.850.000, bán ra 8.050.000. STC Phan Rang, Hạ Long và Quảng Nam mua vào 7.850.000, bán ra 8.050.000. Cuối cùng là giá nhận bục số 9 và một số loại vàng nữ trang STC khác. Hiện tại vẫn duy trì đà tăng trong phiên trưa nay và đang được niêm yết như sau. Nhận bục số 9 từ 1 đến 5 chỉ. Mua vào 7.740.000, bán ra 7.865.000. Nhận bục số 9 loại nửa chỉ mua vào 7.740.000, bán ra 7.875.000. Vàng 4 số 9 mua vào 7.730.000, bán ra 7.825.000. Cùng tăng 150.000 đồng trên một lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra, hay là tăng 15.000 đồng trên một chỉ ở chiều mua vào và chiều bán. Vàng 24K mua vào 7.547.5.000, bán ra 7.747.5.000, tăng 14.800 ở chiều mua vào và chiều bán ra. Vàng 18K mua vào 5.634.3.000, bán ra 5.884.3.000, tăng 11.200 ở chiều mua vào và chiều bán ra. Vàng 14K mua vào 4.327.4.000, bán ra 4.577.4.000, tăng 8.700 ở chiều mua vào và chiều bán. Vàng 10K mua vào 3.028.4.000, bán ra 3.278.4.000. Nhẫn tròn bộ số 9 Hưng Thịnh Vượng tại Doji mua vào 7.750.000, bán ra 7.865.000, tăng 15.000 ở chiều mua vào và chiều bán ra. Nhẫn tròn bộ số 9 Phú Quý mua vào 7.745.000, bán ra 7.865.000, tăng 15.000 ở chiều mua vào và chiều bán ra. Nhẫn tròn trơn tại Bảo Tín Minh Châu mua vào 7.748.000, bán ra 7.863.000. Nhẫn 3 số 9 tại Mi Hồng mua vào 7.765.000, bán ra 7.865.000. Quý vị và các bạn thân mến, mọi diễn biến tiếp theo trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước sẽ được kênh liên tục cập nhật ở những bản tin tới. Quý vị và các bạn đừng quên bấm nút đăng ký kênh phía dưới góc phải màn hình của video này, cũng như tích luôn quả chuông bên cạnh để mỗi khi có bản tin mới, kênh sẽ tiện thông báo tới quý vị và các bạn hơn. Còn bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tới.